Alo, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập kiểm tra học kỳ 1 khóa 9. Bài số 1. Để làm được bài này thì chúng ta cần nắm vững phân loại chất và các nguyên tắc phản ứng. Ví dụ, CO là basic oxide, khi tác dụng với nước nó sẽ tạo thành base. Và phải biết cách viết công thức môn học của các loại chất. Base nó sẽ có những môn H cuối. Chúng ta viết những môn H ở đằng cuối và lấy kim loại Ca gắn vô. Ca hóa trị 2 cho nên sẽ liên kết được hai nhóm môn H. Tương tự như vậy, các em phân loại và tiến hành viết các phản ứng. Chú ý, nhớ công bằng các phản ứng. Bài 2 một lát thầy sẽ hướng dẫn cách làm bên dưới. Bài số 3. Bài này chúng ta cần dựa vào dãy hoạt động hóa học của kim loại và ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học. Tác dụng với nước là các kim loại đầu dãy đẩy được Cu ra khỏi dung dịch CuCl2 thì chỉ xét từ Mg về sau và kim loại đó phải đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học của kim loại. Vì vậy, chất tác dụng được với nước là K, chất đẩy Cu ra khỏi dung dịch CuCl2 là AlFe. Phản ứng như sau. Bài số 5. Câu thứ nhất. Chúng ta sẽ lấy hiện tượng mẫu nhôm sủi bọt và tan dần. Phản ứng xảy ra như sau. Nhôm là kim loại sẽ tác dụng với axit để tạo ra muối và khí H2. Câu số 2. AgNO3 khi cho vào ống nghiệm chứa 1 ml dung dịch NaCl sẽ tới hiện trường xuất hiện kết tủa trắng. Kết tủa trắng đó chính là AgCl sinh ra. Câu 3. Cho dung dịch sodium hydroxide NaOH vào ống nghiệm chứa một ít bột nhôm. Chúng ta sẽ thấy mẫu nhôm sữa bọt tan dần. Phần này không bắt buộc với phương trình hóa học. Bài số 6 là bài nhận biết. Để làm được nhận biết thì chúng ta cần phân loại các chất. Số 1 có 3 dung dịch HCl, HNO3, H2SO4. Cả 3 đều là axit nên chúng ta không thể dùng bị tím. Nhưng nhìn vào đây chúng ta thấy có góc SO4. Vì vậy chúng ta sẽ nhận biết góc SO4 trước bằng dung dịch BaCl2. Lấy mẫu cho dung dịch BaCl2 và các mẫu có kết tủa trắng, ta có thể kết luận dung dịch nhận biết được là H2SO4. Vậy còn lại là HCl và HNO3. Phản ứng xảy ra như sau. Sau đó nhìn vào hai axit còn lại thấy có góc CL. Nên chúng ta sẽ dùng dung dịch AgNO3 cho vào các mẫu còn lại. Sẽ thấy có kết tủa trắng thì suy ra dung dịch đó là HCl. Bởi vì khi AgNO3 nó tác dụng với dung dịch có chứa góc CL, nó sẽ tạo AgCl kết tủa trắng. Vậy còn lại sẽ là HNO3 phương trình. Bài số 4. Nhận biết bốn dung dịch KOH, KNO3, KCl. Trong đây có KOH chứa nhóm OH và một base. Vì vậy chúng ta lấy mẫu cho giấy quy tím và các mẫu. Khi bài nhận biết vừa có axit vừa có base hoặc vừa có axit vừa có muối hay vừa có base vừa có muối thì chúng ta mới dùng quy tím. Cho giấy quy tím vào các mẫu, giấy quy tím hóa xanh, suy ra đó là dung dịch base KOH. Vậy còn lại là KNO3 và KCl. Trong hai muối này có một muối chứa góc CL. Vì vậy chúng ta sẽ dùng dung dịch AgNO3 để nhận biết. Cho dung dịch AgNO3 vào các mẫu còn lại. Thấy có kết tủa trắng thì suy ra nó là KCl. Vậy còn lại là KNO3. Vậy những cái muối chứa NO3 thì chúng ta sẽ để lại nhận biết sau cùng nhé. Sang bài số 7.
Bài 7 là bài tập áp dụng dãy kim loại để xếp. Nhưng các em nhớ là đọc kỹ cái đề. Trong bài này yêu cầu xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần. Vậy là kim loại đầu tiên phải là kim loại hoạt động hóa học yếu nhất. Dựa vào dãy hoạt động hóa học đã học, chúng ta có thể xếp được như sau. Sang bài toán số 10, để giải được bài toán thì các em cần phải nắm các công thức tính toán số mol khí bằng thể tích khí chia 24,79. Cách tính khối lượng bằng cách lấy n nhỏ nhân m lớn, vân vân. Các em đọc bài số 10, đọc đề bài số 10 nhé. Từ thể tích của khí H2 đề cho, chúng ta sẽ tính được số mol H2 bằng cách lấy thể tích chia cho 24,79. Ra được số mol là 0,25 mol. Sau đó viết phương trình, thay số mol nó vào phương trình. 0,25 của Fe của H2 từ số mol H2 chúng ta sẽ tính được số mol của những chất mà đề hỏi. Trong đây đề yêu cầu tính giá trị M là khối lượng của kim loại Fe. Vậy chúng ta phải có số mol Fe nên chúng ta suy ra được số mol Fe là 0,25 mol. Sau đó tính giá trị M. M đó chính là khối lượng của Fe. Tính bằng cách lấy số mol nhân cho M lớn, Fe là 56. Ra kết quả là 14 gram. Sang câu C. Đề cho 300 ml dung dịch NaOH 1,5 m có thể tích dung dịch có nồng độ mol 1,5. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ đổi cái thể tích đó từ đơn vị ml sang lít trước. Sau đó tính số mol của KOH bằng cách lấy nồng độ mol nhân cho thể tích dung dịch được 0,45 mol. Có số mol của KOH, có số mol của FeCl2. Tại sao chúng ta lại lấy KOH tác dụng với FeCl2? Đọc kỹ đề bài các em thấy khi Fe tác dụng với dung dịch HCl thu được dung dịch A. Vậy cái dung dịch A đó chính là FeCl2, nó có số mol là 0,25. Cho A tác dụng với NaOH. Vì vậy chúng ta lấy FeCl2 tác dụng với KOH. Thầy xin lỗi là NaOH. Có số mol FeCl2, có số mol của NaOH. Vậy đây là dạng toán dư. Muốn biết chất nào dư, chất nào hết, đề hỏi rõ chất tan trong A có phản ứng hết không? Chất tan trong A là FeCl2. Vậy chúng ta sẽ lấy số mol của FeCl2 chia cho hệ số của FeCl2 là 1. Và lấy số mol của NaOH là 0,45 chia cho hệ số NaOH là 2 để xem bên nào tăng nhiều hơn. Và kết quả là FeCl2 nó tăng nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là NaOH sẽ hết, FeCl2 dư. Vậy lượng chất tan trong A không hết, tức là FeCl2 nó không hết. Các em xem phần hướng dẫn này để có thể dễ hiểu hơn. Ở bài 2, bài 4 thì chúng ta cũng áp dụng giống bài số 1. Phân loại chất dựa vào nguyên tắc phản ứng và điều kiện phân trao đổi để làm. Chú ý là phải xét điều kiện của phản ứng trao đổi nha.
Bài số 6 nhận biết ở trên. Thì đầu tiên mình sẽ phân loại các chất dựa vào các dấu hiệu. Acid thì có H đầu, base có H cuối. Và đây là thứ tự nhận biết các chất. Các em chú ý điều này. Nếu bạn nào không ghi kịp thì có thể bấm dừng màn hình để xem cái này lại nhé. Nhớ là nhận biết gốc SO4 trước bằng dung dịch BACl2, sau đó mới dùng dung dịch AgNO3 nhận biết gốc Cl. Vì AgNO3 nó kết tủa với cả hai gốc SO4 và Cl, còn BACl2 chỉ kết tủa với gốc SO4 mà không kết tủa với gốc Cl. Bài 8 và bài 9, các em xem hướng dẫn giải và luyện giải các bài này nhé. Chúc các em ôn tập tốt và thi đạt kết quả cao. Tạm biệt các em.